Thưa quý vị, với sự quan tâm của nhiều cấp ngành, thời gian qua khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên tại thành phố Đà Nẵng đã thu hút được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để phong trào này thực sự đi vào chất thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, thời gian qua phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên thành phố đã có những bước tiến triển nhất định. Tuy nhiên, phải nghiêm túc nhìn nhận một thực tế rằng hiện nhiều dự án ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của người trẻ vẫn còn mang tính phong trào. Một bộ phận còn chưa nhận thức rõ về khái niệm khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp, nhưng mà vẫn chưa phân biệt được là khởi nghiệp truyền thống, khởi sự kinh doanh, nó khác với là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ở chỗ nào. Rồi là cũng chưa phân biệt được là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nó khác với đổi mới sáng tạo ra làm sao. Thì những cái khái niệm cơ bản các bạn trẻ phải hiểu. Bên cạnh đó, theo Thành đoàn Đà Nẵng, thiếu các kênh kết nối, nhất là khó khăn về kết nối nguồn vốn, đã khiến cho nhiều dự án ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên chết yểu. Qua những năm qua thì các cuộc thi của thành đoàn cũng như là các đơn vị tổ chức thì khi triển khai đến các ý tưởng, những cái mô hình hay thì đều giới thiệu cho Sở Khoa học Công nghệ cũng như là các đơn vị doanh nghiệp và vườn ươm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn này thì cái đối tượng là doanh nghiệp và các cái quỹ đầu tư thì hiện nay nó vẫn còn rất là hạn chế để mình thực hiện những cái đổi mới, thực hiện cái sáng tạo và có cái chịu chấp nhận cái rủi ro để đầu tư vào những cái dự án rủi ro khởi nghiệp cho sinh viên và đoàn viên thanh niên. Năm 2021, Thành đoàn Đà Nẵng chọn chủ đề là Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp lập nghiệp. Theo đó, dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách về khởi nghiệp, tư vấn đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, thông qua việc hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm, kết nối đầu ra sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã thanh niên, củng cố và phát huy vai trò kết nối của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi.